Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay lại lên tiếp người một ít lưỡi câu, mồi lua, lưỡi long. Rồi, để shop cho từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không giống clip shop lên đó, thì anh em quay shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để lên cho mọi người mã số 1. Thì mã số 1 là lên cho mọi người quay cái túi của Gamakatsu mọi người. Gamakatsu. Đó, đây là lưỡi Gamakatsu, dây carbon luôn. Đó. Thì lưỡi này sẽ là lưỡi số 3. Và dây nó sẽ là dây số 2 nha mọi người. Đó, dây số 2. Và lưỡi này nó họ bên Nhật thì họ chuyên về câu cá cháp. Đây là hình cá cháp nè. Thì một túi này nó sẽ có 7 lưỡi nha mọi người, 7 thẻo. Nó sẽ vô thẻo như thế này. Đó. Nó tâm sẵn luôn nha mọi người. Đó, dây carbon. Đây, để lấy ra đo xài cho mọi người xem. Đây, lưỡi như đây. Thì lưỡi này thì anh em có thể về câu cá cháp nè, câu cá hanh. Anh em có thể câu đài cũng được, cũng ok. Lưỡi cũng chuẩn xay cho anh em nào câu đài, câu phi. Đó. Rồi. Dây nó dây carbon nha mọi người. Đây, đưa vô khung đo mọi người. Đây. Lưỡi nó xay như thế này. Đó. Rồi. Mình bán thì sẽ là một túi này nó sẽ có giá là 20k nha mọi người. Đó. Thì anh em cứ mua một túi mình vẫn ship luôn. Phí shipping mình sẽ là 30k cho một đơn. Rồi, mã số 1 mã số 1 20k. Đó. Đây, lưỡi Gamakatsu. Tiếp theo mã số 2, số 3, số 4. Số 2, số 3, số 4 vẫn là lưỡi Gamakatsu. Dây Gamakatsu carbon. Đây. Thì cái này mình có 3 xây. Thì đây lưỡi số 15 nè, đó, lưỡi số 16. Và lưỡi này lưỡi số 17. Thì cũng vẫn là chuyên về anh em câu cá cháp nha, cá cháp, cá hanh. Đó. Anh em săn hàng. Đây, lưỡi này là lưỡi gọng vuông, gọng dài nha mọi người. Đó. Để mình lấy cái mã số xây lưỡi số 16 đo cho mọi người nha. Hay lưỡi chính giữa. Thì giá cũng vậy thôi mọi người, giá vẫn là 20k một túi. Và lưỡi này lưỡi số 16, dây số 5. Thì có 3 xây nha mọi người, 3 xây lên cho mọi người. Thì thẻo này là nó sẽ dài 1 mét nhé. Thẻo này dài 1 mét. Và một túi này, lưỡi bự này thì một túi này nó chỉ có 4 lưỡi thôi, 4 thẻo nha mọi người. À, một túi này có 4 thẻo thôi. Đó. Lưỡi này của Nhật, lấy về. Đó. Hàng nguyên xin luôn cho qua sử dụng. Đây. Lưỡi nó thế này. Đó. Dây gamma, dây carbon nha mọi người. Đó. Đây, lấy vào. Xe lưỡi này số 16 nha mọi người. Đó, số 16. Lưỡi 15 lưỡi 15 với 17 nó sẽ chênh lệch nhau tí. Sẽ để vào đây đo cho mọi người đứng xây lưỡi cho mọi người dễ mua. Đó. Đó thế này. Đây. Đây. Đó. Rồi, lưỡi này thì siêu bén rồi, lưỡi Gamakatsu này khỏi bàn. Đó. Rồi, giá công khai vẫn vậy nha mọi người. Giá vẫn là 20k một túi nha. Dây carbon nha mọi người. Thì mã số 2, 3, 4 vẫn là 20k một túi. Tiếp theo qua đây. 2, 3, 4, lưỡi số 5 vẫn vậy. Đây, lưỡi Gamakatsu. Xây này xây 20 nha mọi người. À, lưỡi mà Gamakatsu xây 20. Lưỡi này thì nó vẫn có 4 túi nha mọi người, 4 lưỡi nha. Có 4 lưỡi. Một bịch có 4 lưỡi. Rồi, giá là 20k. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ lên cho mọi người vài cái thẻo mà cho anh em câu cá mương, cá suối nè. Đó. Đây, con cá họ câu bên Nhật nè, cá này nè, đó. Cá nhỏ nhỏ nè. Lưỡi này siêu nhỏ luôn nha mọi người, lưỡi cực kỳ nhỏ luôn. Đây, để nó đốt vào. Đó. Thẻo lưỡi của bên Nhật họ câu thế này. Thì cái thẻo này bên Nhật họ bán là sẽ là 450 yên gơ, tầm khoảng gần 100 ngàn Việt Nam nha mọi người. Lưỡi nó thay, lưỡi Gamakatsu. Rồi, giá mình bán một túi này là 30k nha mọi người. Một túi này sẽ là 30k.
Một túi này thì có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lưỡi nha mọi người. À, một túi này sẽ có 14 lưỡi. Rồi ra mà cà su, lưỡi nhỏ. Rồi, giá là 30k nha mọi người. Đó, mã số 6. Tiếp theo qua đây. Tiếp theo là sẽ là mã số 7. Mã số 7, số 8. Mã số 7, số 8 sẽ là lên mọi người là vài bịch lưỡi Gamakatsu. Lưỡi xây gọng dài và xây nhỏ. Loại này về chiên về cho anh em nào câu cá bóng đục nha mọi người. Cá bóng đục, cá đỏng. Đó. Đây, cá bóng đục đây. Lưỡi này thì mình bán cho anh em câu cá bóng đục rất là nhiều luôn. Đó, vừa xây câu. Anh em có thể câu gô đồng. Cá gô đồng thì lưỡi này cũng câu rất là ok nhé. Để mình lấy cái mình đo xây cho mọi người xem. Lưỡi số 7. Mã số 7, lưỡi số 7 luôn nha mọi người. Đó. Rồi mã số 7 lưỡi số 7 mà mã số 8 lưỡi số 9 nhá. Đó, hai lưỡi. Đây, để một chút xíu là dính tay nè, cực kỳ bén nha mọi người. Lưỡi này mình bán cho anh em câu bóng đục nhiều lắm. Của Gamakatsu của Nhật. Đây, để vào xe cột tập cho mọi người coi. Gọng nó sẽ là gọng dài thế này. Đó. Đây mọi người, đó. Xe lửng này hay là như thế này. Thì loại này chuyên về cho anh em câu bóng đục nhé. Câu bóng đục, câu gô đồng. Đó. Mùa nước lên thì anh em câu mấy cái này lửng này là chỉnh bài luôn á. Rồi, giá mình bán hôm nay sẽ là 25k một túi nha mọi người. Đó, 25k một túi. Mã số 7. Lửng số 7. Giá 25k. Mã số 8, lửng số 9. Giá cũng là 25k. Tiếp theo sẽ là mã số 8 lưỡi số 9 vẫn là 25k nhé. Tiếp theo lưỡi mã số 9. Mã số 9 vẫn là cho người một túi lưỡi của Gamakatsu. Đó, đây lưỡi này sẽ là lưỡi số 15 cộng dài. Đó. Mọi người, lưỡi số 15 cộng dài đây của Gamakatsu nhé. Một túi này nó sẽ có là 12 lưỡi nha mọi người. Đây. Lưỡi này thì siêu bén này, Gamakatsu cộng dài lưỡi siêu bén. Loại này về cho anh em câu biển nè, móc mấy con tôm nè, mấy con mực vô, mấy mồi sống vô câu lưỡi này là chuẩn bài. Nó đây, xe lưỡi nó thế này nha mọi người. Đó. Thì bán hàng bán lưỡi này thì nó không giống nhau, bán từ mẫu thì đo từng xe cho mọi người thế này. Đó. Rồi giá vẫn là vậy nha mọi người, giá 25k, mã số 9 nha mọi người, mã số 9 giá 25k. Tiếp theo ở đây mã số 10, mã 11. 11 vẫn là lưỡi Gamakatsu nha mọi người. Đó, lưỡi Gamakatsu. Đây mã số 11 thì hai mã này nó cùng xây nhưng mà một cái là lưỡi màu vàng, một cái là lưỡi thường thế này nha mọi người. Đó, lưỡi vàng thì nó chỉ có 11 lưỡi thôi, lưỡi thường sẽ có 13 lưỡi nè. Đó. Thì lưỡi này về chuyên cho anh em nào câu đài, đó, câu đài sân hàng. Lưỡi Gamakatsu, lưỡi này có ngạnh nha mọi người, lưỡi có ngạnh. Để lấy xây ra đo cho mọi người xem. Đó. Mã số 10 nhé, mã số 10 với 11 cùng xe nha mọi người, nên đo chỉ có một mã thôi. Đây mã số 10. Đó, đây xe lưỡi như thế này, anh em nào về tấm lăng xe cũng được. Đó, lăng xe lấy lưỡi này tấm rất ok ha. Đó, lưỡi cực kỳ bén, lưỡi Gamakatsu. Rồi mã số 10 giá vẫn là 25k nha mọi người, mã số 11 vẫn là 25k. Tiếp theo mã số 12 13. Thì 12, 13 vẫn vậy nha mọi người, vẫn là lưỡi Gamakatsu. Đây. Đó. Thì lưỡi này lưỡi xây số 3 nha mọi người, xây lớn hơn tí. Một túi này sẽ có 9 lưỡi. Lưỡi này lưỡi số xây số 4, vẫn lớn hơn tí. Một túi này sẽ có 12 lưỡi. Đây. Vẫn là form buông. Form này về cho anh em nào câu đài, săn hàng.
anh em nào tấm lăn xe cũng rất ok nha mọi người. Đây, để lấy là đo xe cho mọi người xem. Đó, mã số 10, 12, mã số 13. Đây mọi người, đó. Mã bên đây là mã số 10, 11. Đó, mã bên đây là mã số 12 mà mở 13. Đó, xe lử nó đây, lử này còn buông nha mọi người, chứ u. Đó. Hai cái bên đây là anh em có thể tấm bằng C nè, à, săn hàng. Rất ok nha mọi người, lử ra mà cà su. Vẫn vậy nha mọi người, một túi vẫn là giá 25k nhé. Tiếp theo qua đây lử số mã số 14. Thì mã số 14 là lữ số 5 nha mọi người, lữ số 5. Xe số 5 nè, bịch này bịch nhỏ nha mọi người, bịch nhỏ. Thì vẫn vậy thôi, nó không khác biệt gì hết, vẫn là lữ Yamakasu, vẫn là một túi này vẫn có 13 lữ nha. Đây. Rồi mình để vô xe mình đo cho mọi người xem luôn. Đây, mã 14 lữ số 5. Chiếc này dây lưỡi Makasu nhiều lắm mọi người. Đó. Đây. Đó, đủ xe cho mọi người nhé. Từ lớn tới nhỏ. Đó đây. Đó, anh em muốn loại săn hàng có săn hàng. Muốn loại lăn xe có lăn xe. Muốn loại vừa câu đài được mà vừa có lăn xe được cũng có. Đó. Tùy vào địa điểm mà loại trả cho anh em nha mọi người. Câu thì anh em có thể lựa lưỡi thích hợp nhé. Đó. Rồi, một túi vẫn là 25k nha mọi người. Đó, mã số 14. Mã số 14 vẫn là 25k. Đó. Đây. Rồi, qua mã nhé. Qua đây là mã số 15, 16 và 17. 15, 16, 17 là các form lẫn khác nhau nha mọi người. Không, khác hồi nãy. Đây, mã số 15. Mã số 15 là giữ dạng cổng dài, chứ không phải dạng chữ U giống này. Đó. Một túi này thì nó sẽ có 14 lửng mọi người. Một túi này có 14 lửng. Đây, đó thế này đây. Đó. Này thế này, đó. Lửng này về anh em câu cá cháp được nè. Đó, câu cá cháp. Lữ quang nha mọi người, lữ quang và lữ này rất là dày nha mọi người. Đó, lữ quang rất là dày luôn. Đó. Đây. Một túi này giá là 25k nha mọi người, mã số 15, 25k. Tiếp theo mã số 16 và 17. Thì 16 17 là hai loại lữ săn hàng. Đây, 16 17. Mã số 16 thì đó là xe số 16 luôn nha mọi người, xe lưỡi số 16 và xe này xe lưỡi rộng dài và có ngạnh ngược. Đó đây, có ngạnh ngược nha mọi người. Ngạnh này thì chuyên về cho anh em câu mấy mồi sống á, móc vô thì không sợ cá nó giục, nó giục mồi của anh em. Đó. Anh em câu mấy con hà biển á, đây nó có ngạnh ngược ở đây nha mọi người. Đó. Câu mấy con hà mấy con trùng biển á, nó móc vô thì nó sẽ giữ con mồi lại cho anh em. Đó. Đây xe lửng thế này, xe này thì chắc về săn hàng này. Đó, gồm dài nhá anh em, màu câu mấy hà biển trùng lá nè. Lửng này là câu vô tư luôn, rất là im. Câu mấy con tôm mấy mực á, đây. Đó, con mồi tôm mồi mực đây, có ngạnh ngược nha mọi người, lửng rất là bén. Rồi giá mã số 16, giá là 30k nha mọi người, 30k một túi mã số 16 có ngành ngược. Mấy cái này thì loại này thì về cái số lượng có hạn thôi nha mọi người. Đó, lâu lâu thì sẽ hút được một lô, nó sẽ lòi một hai ba đợt này chứ không có nhiều. Tiếp theo mã số 17. 17 là dạng lữ rộng vàng nè, lữ vàng nè mọi người, lữ vàng. Lữ này thì dày dày và rất là kình cộm. Đó.
mã số 17 xe số 18 này, lưỡi cầm rất là chắc tay mọi người, rất là bự, thép làm họ làm rất là bự và chắc nè, đó. Lưỡi cực kỳ bén. Lưỡi này về chiên cho anh em săn hàng nhé, săn hàng. Đây, lưỡi nó đây, đó. Về vô đây đo xe cho người luôn. Cộng lưỡi rất là bự nhé. Con này về săn hàng nha mọi người, săn hàng. Anh em câu tra thịt cũng được. Đó. Rồi, giá công khai một bịch này, bịch mã số 17, giá 30k nha mọi người, giá 30k một bịch mã số 17. Tiếp theo qua đây. Qua đây mã số 18. Mã số 18 lên cho mọi người là một quả lưỡi gamma cao su. Đó. Cái này là một cái form khác nha mọi người, đây. Dạng gamma cao su này. Đây, cái form nó khác thế này. Đó. Đây, cái form nó sẽ cong cong thế này đây. Đó. Mấy cái loại này thì giữ cá rất là tốt nha. Đó. Đó đây. Đó. Lưỡi này cũng rất là bén. Mà thép họ làm rất là chắc chắn nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai mã số 18. Mã giá là 25k luôn nha mọi người. Đó, 25k mã số 18. Thì một bịch này nó để là chỉ có 10 lưỡi thôi nha. Một bịch này có 10 lưỡi. Tiếp theo mã số 19. 19 nè, mã số 19 có là lưỡi gamma cao su. Lưỡi là lưỡi xe số 10. Mã số 20 vẫn là lưỡi gamma cao su, lưỡi này xe số 12. Đó, đây xe số 10 thì nó sẽ nhỏ, loại này chuyên về cho anh em mà câu cá rô. Câu cá rô. Câu cá. Đây. Loại này mình bán cho câu cá rô là nhiều. Đó, nó cong thế này. Có phơm nó cần. Đó. Nó này. Rồi, giá công khai mã số 19. Giá là 25k luôn nha mọi người. 25k mã số 19. Xây số mừng. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 lên tiếp người là một lưỡng của gamma cao su. Đây, vẫn có form giống mã số 19 thôi. Có là cái này có xây số xây này xây số 11 nha mọi người. Xây số 11. Bịch xây số 12 bỏ qua một bên đi. Xây số 11 nè, đó. Bự hơn cái xe số số 10 hồi nãy tí. Đó. Có bịch lớn bịch nhỏ nè, đó. Vẫn vậy thôi nha mọi người, nó giống nhau thôi. Rồi, giá vẫn là 25k nhé. Tiếp theo qua đây. Ở đây là mã số 21. 21 là xe số 13 nè, đó. Thì vẫn có bịch lớn và bịch nhỏ. Nó cũng giống nhau thôi, nó không khác nhau gì mấy. Đó, đây. Form nó giống nhau hết luôn nha mọi người. Giá là 25k nha mọi người. Đó, mã số 21. Mã số 22. 22 thì có bịch lớn này thôi. Đó. Công công thế này. Giá vẫn vậy mọi người. Giá mã 22 là 30k. 23. 23 quán vậy, 30k, bịch này bịch xe số 15. Tiếp theo mã số 24, quán vậy, 30k, bịch này xe số 16 nhé. Rồi để mình lấy mình đo lên tập cho anh em xem. Đây tất cả xe lửng này. Mã này mã số 19. Đó. Giá 25k, mã số 20, 25k. Mã số 21, 25k. Và bên đây mã số 22, 23 và 24 giá là 30k. Đó, có 6 mã lửng này nha mọi người. Thì tùy theo loại cá anh em câu. Lửng này lửng của gamma cao su, lửng này siêu bén luôn rồi. Đó. Nó sẽ lửng này giữ cá cực kỳ tốt nha. Lửng này thì mình hay vi câu cá chê nè, cá chê cá chép lửng này rất là chuẩn bài. Đó. Công công thế này. Đó. Rất là bén nha mọi người. Đây, bịch số 16 nè. Rồi, để mình vô xem mã khác. Tiếp theo qua đây, ở đây ngoài xe lử. Đây, đây một loại lử của Nhật luôn. Đó, từ của Nhật tới của Nhật về.
Đó, này thì còn niêm phong luôn nha, chưa qua sử dụng, túi còn rất là mới. Lữ này thì dạng lữ gông dài, loại chiên cho anh em câu cá rô, giết cá rô của cá giết. Lữ này cực kỳ bén nha, lữ này nó có một túi này nó sẽ có 18 lữ nha mọi người, một túi có 18 lữ, vẫn là đi hàng từ Nhật về. Đây mọi người, xe lữ như thế này mọi người, hả? Chuẩn cho anh em của cá rô nhé, mã số 10, mã số 25, giá là 20k nha mọi người, 20k một vị. Rồi mã số 26 và 27, 26, 27 là hai xe lữ, hay là lữ giống nhau, vẫn là lữ của Nhật về, bên Spain nè, đó. Thì có hai xe, xe số 3 và xe số 5 nhé, lữ này lữ gọng dài, đó. Để mình đo xe lữ cho anh em xem. Lữ lông quay, lữ cho anh em săn hàng. Lữ này lữ đen nha mọi người, lữ đen. Đây, xe lữ như thế này. Mã bên đây là mã số 26, mã đây mã số 27 nha. Giá bán vậy mọi người, giá bán là 20k một quỹ nha mọi người. Xe này chuẩn cho anh em câu men cá gô mè nè, cá chê. Bên đây câu cá cha được nè. Câu biển cũng được, loại này câu biển cũng rất ok. Rồi, giá mã 26 giá là 20k. Lữ của Nhật, một túi này nó sẽ có, để xem nhiêu lữ ra. Túi này có 15 lữ nha mọi người. Mã số 27 giá vẫn là 20k. Vẫn là 15 lữ. Tiếp theo mã số 28. 28 lên cho người là lữ Yamakasu, lữ cỡ ngạnh. Lữ này thì còn trong túi này luôn. Đó. Lữ này chuyên về anh em câu cá rô nè. Câu phi. Rồi. Một túi này sẽ có 20 lữ, giá công khai giá là 20k nha mọi người. Mã 28 20k. Tiếp theo qua đây, mã số 29, 30, 31. 29, 30, 31 là lữ chung xây nha mọi người, chung hãng, nó khác xây, có 3 xây. Đây, lữ 20 nè, 29 nè, 30 và 31. Thì 29 có xây số 10, 30 sẽ là xây số 11 và 31 sẽ là xây số 12. Đây, để mình lấy ra mình đo xây cho mọi người xem. Lữ này của hàng owner, vẫn là lữ của hàng Nhật nha mọi người, hàng Nhật sản xuất. Đó. Đó. Xây số 10, 11 và 12. Đó. Với tương đương với mã số 29, 30 và 31. Thì cái đôi lữ này nè, họ làm họ rút dẹp lại. Đó. Tăng cái độ bén nha mọi người. Đây. Rút dẹp lại. Anh em thấy kỹ không? Lữ này về anh em có thể câu đài, tấm năng xây, câu ngâm. Rất là ok, lữ thì cực kỳ dày rồi. Rồi, giá công khai 25k một túi nha mọi người, mã 29, 30 và 31. Tiếp theo lên tiếp người mã số 33 và 30, 32, 33. Đây, 32, 33 là dạng lữ gọng dày, vẫn là lữ của Gamma nha mọi người. Đây, Yamakasu. Yamakasu. Đó. Đây, lữ gọng hoài, dài. Thì mã số 33 thích hợp cho anh em nào câu câu tay nè, câu go, câu phi, câu cá nhít. Mã số 13 thì loại này chuyên anh em câu biển săn hàng. Đây, sẽ đo xây cho mọi người xem nhé. Đây. Mã bên đây là mã số 33 và 32 đó. Để từ lớn đến nhỏ cho mọi người, từ nhỏ đến lớn cho mọi người dễ nhìn. Đó. Đây, lớn nhỏ này lớn số 33 nè, đó.
Rồi, giá vẫn vậy người, giá vẫn là 20k một túi. Rồi. Lưỡi này thì siêu bén này. Loại này anh em có thể có bóng đục cũng được, à, có bóng đục cũng rất ok. Tiếp theo sẽ là mã số 34. Đây, 34 là một lưỡi của hàng Honor, vẫn là lưỡi của Nhật nha mọi người. Made Japan. Đây, giá cũng vậy em này, giá vẫn là 20k. Mã 35, 36, 37, 35, 36, 37 vẫn là lưỡi của hàng Honor QH nè. Đó. Và lưỡi này là dạng lưỡi màu vàng nha mọi người, lưỡi vàng. Thì mã 35 xe số 9, mã 36 xe số 11 và mã số 37 xe số 14. Đó. Lưỡi vàng. Rồi, để mình đo xe lưỡi mọi người. Đó, đo một lượt 4 túi này luôn cho mọi người dễ xem. Đây mọi người. Đó. Mã số này là mã số 34 nè. Đó, mã 34. Mã này là mã số 35, 36 và 37. Giá đồng giá nha mọi người, đồng giá là 20k một túi. Thì mã số 35, 36, 35, 36, 37 là mã lưỡi số lưỡi màu vàng nha mọi người, là lưỡi vàng. Và lưỡi này cực kỳ bén nha, lưỡi của Nhật. Đó. Thì theo loại cá mình em không. Đó. Rồi, để qua mã nha mọi người. Tiếp theo mã số 38. Thì 38 lên những người một lưỡi của hàng đeo nha mọi người. Đeo nè. Lưỡi phơm là phơm Chinu. Thì lưỡi đeo này của Nhật nha mọi người. Đó, made Japan. Chuẩn phơm luôn. Nó là benzo carbon, nó có pha carbon trong đây nha mọi người. Đó. Lưỡi nữa đây. Đó. Hàng này với hàng Gamakatsu là xịn nhất đây. Đó. Đây mọi người, để đây nó còn niêm phong luôn nè. Đó, để lấy ra đo xay lưỡi cho mọi người xem. Đó, đeo nha mọi người. Đó, hãng đeo, hàng xịn xò. Lưỡi này về anh em có đăng xe, câu tay, câu đài thả ra. Đó. Lưỡi vàng nha mọi người, lưỡi cực kỳ biển luôn. Đó. Đây, phơm lưỡi nó thế này. Đó. Để anh em về tấm lăng xe cũng rất ok nhé. Tấm lăng xe làm bông. Đó. Rồi, giá một túi này giá mã số 38, giá là 25k nha mọi người, 25k mã số 38. Tiếp theo mã số 39. Từ số 39 nâng lên là sẽ là những cái lưỡi săn hàng nha mọi người. Lưỡi cho anh em săn hàng. Mã 39 lên cho người một cái túi của hàng Hayabusa nè mọi người. À. Thì túi này bên Nhật nó bán là 1.200 yên, nó ra tầm khoảng 200 gữ. 200 gữ từ Việt Nam nha mọi người. À, một túi này nó sẽ có 50 lưỡi. Túi này về mình cũng chưa kiểm tra luôn. À, cũng thấy nhiều lắm. Lưỡi này là chuẩn săn hàng nha mọi người. Đây. Phơm nó móc như thế này. Đó. Cái này giữ cá cực kỳ tốt luôn và rất là bén. Để đưa vô tập đo mọi người. Lưỡi thì cực kỳ dày. Dày cộm luôn. Đó, thế này. Đây. Đó. Rồi này về cho anh em tấm nho săn hàng, anh thôi anh em câu ngâm, câu biển. Đó, khỏi chê nhá. Lưỡi cực kỳ xịn. Chuẩn lưỡi nhá, chuẩn về săn hàng cho anh em luôn. Rồi, giá một túi này 50 lưỡi giá là 150k nha mọi người. Đó, mã số 39, 150k. Đó. Vậy cho anh em tấm lưỡi săn làm săn hàng. Đó, đi câu săn hàng. Tiếp theo mã số 40 vẫn là một lưỡi săn hàng cho mọi người nhé. Lưỡi này nó có 19-20 lưỡi vậy nè. Đó.
19 hay 24 lưỡi vậy nè. Đó. Lưỡi này thì trên đuôi nó có làm cái rãnh cho anh em dễ tóm. Xích dây. Lưỡi này thì nó còn niêm phong luôn. Đó. Xẻ ra. Lưỡi nó còn dạng lưỡi săn hàng. Đó. Đơn quan. Đây, trên đuôi nó sẽ có cái rãnh thế này. Đó, cho anh em xích dây vô. Không bị cắn dây. Đó, lưỡi cực kỳ xịn nhé. Lưỡi này vẫn là lưỡi của Nhật cho mọi người, lưỡi này vẫn của Nhật. Đó. Đây, đào cho mọi người xem xe lưỡi. Ừ. Rất là xịn nhé. Cái đuôi này, đuôi họ dập cực kỳ cộng phu luôn nè. Đó. Này, cực kỳ bén này, bén khỏi chê. Rồi, giá cái túi mã số 40, giá là 100k nha mọi người, 100k mã 40. Tiếp theo mã số 41. 41 là một dạng lưỡi cộng săn hàng. Đó. Lưỡi này thì form cực kỳ dày và bự nè. Thì lưỡi này có 2 4 6 lưỡi nha mọi người, 6 lưỡi. Và cái đuôi nó cũng họ cũng làm cái dạng cho anh em dễ tóm. Dây nó dễ siết vô. Đó. Lưỡi này vẫn là lưỡi của Nhật nha mọi người, lưỡi của hàng Nhật. Để cho anh em săn hàng câu ngâm. Đó đây. Phơm đựng nó thế này. Ừ. Đấy. Cái đuôi họ làm cái rãnh nè, thấy không? Đó. Mấy này thì bén khỏi bàn. Cái mỏ nó hơi quát quát vô thế này. Đó, mình cũng chả biết luôn. Đó, phơm về sao mình để vậy. Đây. Xe lượng nó đây. Đó. Dày cực kỳ dày nha mọi người. Đó, ngạnh nó cũng cực kỳ bén nè, bự nữa, giữ cá cực kỳ tốt. Rồi, giá túi số 41, giá 35k nha, 35k số 41. Tiếp theo 42. 42 lên cho người vẫn là một cái lưỡi săn hàng. Ừ. Thì túi này nó sẽ được 13 lưỡi nha mọi người, 13 lưỡi. Nó vẫn làm cái rãnh thế này. Đó. Đây, đây. Form nó khá nhỏ cái kia một tí. Đó. Đấy mọi người. Ừ. Rồi, giá này, giá công khai 40k nha mọi người. À, 40k mã số 40. Tiếp theo mã số mã số 42 giá 40k. Tiếp theo mã số 43. 43 là một cái hàng Hijabasa nè mọi người. Vẫn là lưỡi của Nhật sản xuất. Đây, form Mitsipen nè. Đó. Thì cái túi này hình như là để là một túi này nó là 20 lưỡi nha mọi người, một túi 20 lưỡi. Còn túi còn nguyên zin luôn. Đây cái lưỡi mẫu nó họ để ngoài nè. Đây để vô tập người xem. Đó. Mẹ lưỡi này dày cực kỳ nhá. Rồi, giá mã số 43, giá 50k nha mọi người, 50k mã 43. Về cho anh em săn hàng. Đó. Còn ngâm săn hàng. Tiếp theo qua đây mã số 44. 44 là một loại lưỡi của hãng Nhật Mitsipen. Lưỡi này mình cũng không biết họ chuyên về câu cá gì nữa. Đó. Đây, lưỡi xe lưỡi đi mọi người. Một túi này nó sẽ có là 12 gram, một túi này sẽ có bao nhiêu lưỡi ta? 15 lưỡi nha mọi người, 15 lưỡi. Đây, phơm lưỡi của nó đây. Ừ. Phơm lưỡi. Ừ. Và cái đuôi này nó có làm cái rãnh nè, cho giữ dây lên nha mọi người. Đó, đây. Đó.
dễ tóm mới dễ gỡ dây lại, khó bị giục lắm. Cái đầu này họ bóp méo vô đó. Sang hàng rồi, giá công khai mã 44, giá 20k nha mọi người, 20k mã 44. Rồi, hết lử, qua đây là mồi lông nha mọi người. Tiếp theo mã số 45. 45 lên cho mọi người một quài sắp lử mồi lông. Thì đây một lử mồi lông nha mọi người, lử lông nha mọi người. Đó. Lử lông tấm sẵn của Nhật. Thì ở đây mình sẽ có ba loại. Thì loại này sẽ có lông dài nè mọi người. Đuôi hẳn, đuôi dài. Dây này tải được 12 lb, dây này tải được 25 lb, nó ra tầm khoảng 12 kg. Đây, dây số 5 nha mọi người. Đó, dây số 5 và dây này dây carbon nhé, dây carbon. Và cái này nó sẽ có là hai thẻo, một thẻo là ba lử. Đó, và money của nó đây, vẫn là money cũng rất là xịn nhé. Rồi, giá công khai một túi này giá 40k nha mọi người, một túi này 40k. 40k mà anh em được tới hai thẻo, như một thẻo chỉ có 20k thôi nha mọi người. Đó, đây hai thẻo nhé. Rồi, bên đây sẽ có xây lửng này sẽ là dây số 5 mọi người, dây số 3. Đó, dây số 3. Và vẫn là lưỡi long, nó làm ảnh kim tuyến nè. Đó. Thì dây này nó vẫn có hai thẻo mọi người, hai thẻo hai mani. Đó. Và giá công khai vẫn vậy 40k. Đó, một thẻo chỉ có 20k thôi. Lấy mấy cái này cực kỳ ngờ nhá. Và đây có dây số 3 nè, và dây số 5 nha mọi người. Đó, dây số 3 và dây số 5. Lửng nó đây. Đó. Lửng này về anh em săn hàng được nha. Đó. Săn hàng câu câu cá biển. Rồi, giá 40 mã 45, giá 40k nha mọi người. Đó, 45 40k một túi. Tiếp theo mã số 46. 46 sẽ là 25k một túi nha mọi người, 25k một túi, vẫn là lưỡi lông. Đó. Dây này dây là dây số 3 nha mọi người, dây số 3. Dây số 3 lưỡi số 6. Và đây là dây số 4 nè, dây số 4. Và dây số 5, đó, có ba loại nha mọi người. Đó. Thì lưỡi lông thì nó làm giống nhau rồi, lưỡi sẽ giống nhau nhưng mà khác cộng dây với xây lưỡng nè. Đó, lưỡng này lưỡng số 10 nè. Ừ. Cái xanh xanh này là cái dạ quang nha mọi người, buổi tối nó sẽ dạ quang. Đó. Là cái đầu lưỡng này họ chụp cái này là dạ quang hết đó mọi người. Ừ. Rồi, giá mã số 46, giá là 25k một túi. Tiếp theo mã 47. 47 sẽ là lưỡi số 5 và dây số 2. Đó. Đây. Vẫn là lưỡi lông luôn rồi. Có một cái họ không làm, một cái họ làm nè. Đó. Một thẻo này. Đây, thế này, như thế này. Đó. Cái màn ý còn đàng hoàng cho mọi người nhé. Còn rất là mới. Rồi, giá công khai vẫn là 25k một túi nha mọi người. Đó, mã số 47, 25k một túi. Tiếp theo lên đây sẽ lên cho mọi người dài con lượng, dài con mồi lua nha mọi người, lua từ Nhật về. Có những con đeo nè, đó, dài lua màu chẽm nè, mấy con bóp nè, mấy con đốc. Rồi, vô mọi người mã số 48. Mã 48 lên cho mọi người là một con bóp Seacast. Đó. Tên đó đây mọi người. Đó. Thì anh em cứ lên Google mà search cái này, nó sẽ ra action liền. Đây là một con bóp nhé. Màu rất là đẹp, con này chuyên về cho anh em lưu chẽm mà. Đây, màu cực kỳ đẹp. Và con này nó nặng là 100. Con này nó nặng là 10.5g nha mọi người. Nặng là 10.5g. Nó dài là 111mm. Đó. Dài 111mm. Giá công khai của mà con bóp này, giá công khai sẽ là 160k nha mọi người. Đó, 160k cộng ship. Rất là đẹp. Đó, một con bóp chuyên về cho anh em câu chẽm Lugan. Câu chẽm là câu đầm. Tiếp theo mã số 49. 49 lên cho người một con bóp của hàng Đại Qua.
Đó, một con bóp Daiwa, bóp rất là xịn nhá. Đây một con bóp của hàng Daiwa Muratan. Đó. Đây. Bóp Daiwa Muratan. Rất là đẹp. Nó chỉ có chỗ xước cái này một tí thôi. Chắc do trong quá trình vận chuyển nhiều con quá nó cạ nhau thôi. Còn lại rất là đẹp nha mọi người. Đây, mắt của nó đây. Đây con bóp nhá. Mấy con này nó nổi, con này nổi nha mọi người. Đó. Thì con này nó dài là 125 mm. Dài 125 mm, nặng sẽ là 9.5 g. Đó, nặng sẽ là 9.5 g. Rồi, giá công khai con mã số 49, giá là 160k luôn nha mọi người, 160k mã 49. Trên đây là sơn màu gà quang nha mọi người. Đó. Mã 49 160k. Tiếp theo mã số 4, mã số 50. Mã 50 lên cho mọi người là một con trót. Đó, con trót. Cho anh em con này nổi mặt nước nha, cho anh em dẫn đó. Câu trước mấy cái đập. Thì đây là một con dock của Magia. Magia, Magia Mix. Đây. Magia Mix Kana. Đó. Mồi này cũng có nhật quê. À, cũng rất là đẹp. Con này xem như mới luôn mọi người. À, rất là đẹp, không có xước xác gì nhiều hết. Có một vài bước xước cái này. Đó. Thì con này nó sẽ dài là 110 mm cho người, dài 110 mm, nặng là 18 g. Giá công khai của mình sẽ là 130k cho người, 130k cộng ship, mã số 50. Tiếp theo mã số 51 52 53. 51 52 53 lên cho người là ba mã, ba con giống nhau luôn. Thì con này một con Z-Bass của hàng Nhật quê. Đó. Đây mấy con mồi Nhật thì anh em nhìn màu nó cực kỳ đẹp. Đây, tên của nó đây nha mọi người, Minnow Z-Bass mua 1F. Thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh, mình đưa các action cho anh em luôn. Mấy con này thì bên Nhật họ câu thì action họ test cực kỳ kỹ rồi. Đây màu đây rất là đẹp nha. Đây lên từ con. Đây con này con mã số 50 nè. Đó. Màu thì không chê vào đâu được. Mấy con này thì nó lượng dưới nước thì sẽ rất là thô cá nha mọi người. Thì con này nó dài sẽ là 110 mm. Đó, 110 mm, nặng sẽ là 14.5 g. Con này nó sẽ đi lửng nha mọi người. Nó đi nó lặn từ 0.2 đến 0.4 mét nước. Đó, lặn từ 0.4 đến 0.2 mét nước. Với cái màu này thì đi dưới nước nó rất là thốt cá nhé. Mã số 50 51 51 con quậy nè. Đó. Con này nó đi đây có màu da quang. Con này thì có da quang. Con này mã số 53. Z-Bass tên ở đây. Đó, mình rồi Z-Bass màu cũng rất là đẹp. Mấy con này xem như hàng chưa qua sử dụng, rất là mới, nó chỉ thiếu hộp thôi. Đó. Rồi giá công khai một con này sẽ là 160k nha mọi người, 160k một con. Nặng 14.5 g, lặn từ 0.2 đến 0.4 mét nước. Tiếp theo mã số 54 lên cho mọi người một con của hãng Magia Angel Kit. Đây tên ở đây. Đa phần những con hàng của Nhật này về nè, anh em cứ search Google không thôi YouTube đó, nó sẽ có action luôn nhé. Đây màu nó rất là đẹp nha mọi người. Con này cũng về một con rất là đẹp. Có lử luôn, lử BKK. Hai lử của con rất là mới nè. Đó. Màu khỏi chê đâu được. Thì con này nó sẽ dài là 105 mm, nặng sẽ là 17 g. Và con này nó sẽ nổi nha mọi người. Nặng là con này sẽ nổi. Rồi giá công khai con này giá là 130k nhé, 130k cộng ship, mã số 54. Tiếp theo mã số 55 lên cho mọi người là một con
Tico, à, một con Tico, đây một con Tico này, đó, đây màu dạ quang. Thì con này nó dài là 80 mm, nặng 8 g, và con này nó sẽ nổi, đó. Đi mặt nước thế, đi lượn thế này, đó. Rồi giá công khai con Tico này giá sẽ là 120k nha người, mã số 55, 120k. Tiếp theo mã số 56. 56 lên cho người một con mồi của hãng Đeo, à, một con hàng nội địa. Đây, con này là siêu vip luôn, rất là đẹp. Mấy con Đeo làm rất là đẹp luôn người. À, màu nó phản quang rất là tốt luôn. À, đây, tên của nó đây, Đeo Hard Cross Mino 90F. Thì con Đeo này nó sẽ nặng là 6.5 g, và nó dài sẽ là 90 mm nha người, 90 mm. Con này chuyên về cho anh em đua chẽm nhé, đua chẽm đua nhồng, màu rất là đẹp, rất là dễ thu hút cá. Và con này nó có độ bị xước cái này cái chắc do cá táp. Rồi giá công khai mã số 56, một con Đeo giá là 150k nha người, 150k mã số 56. Tiếp theo mã số 57. 57 lên cho mọi người một con mồi lua của hãng Lucky Cat, à, một con mồi lua của hãng Lucky Cat. Con này cũng còn rất là đẹp. À. À, con này nó sẽ dài là 90 mm, à, nặng sẽ là 6.5 g. À, con này nặng sẽ là 13.5 g, và con này nó sẽ đi lửng nha mọi người. À, con mồi này sẽ đi lửng. Con này nó lặn mát của nó chứ cả. Lặn mát là 2m4 nha mọi người, lặn mát là 2m4. Đây, màu rất là đẹp. Lucky Cat. Đó. Rồi, giá công khai mã số 57, giá là 110k nha mọi người, 110.000. Tiếp theo mã số 58, mã cuối cùng, mã số cuối cùng là cho mọi người một con Herring. Đó, một con Herring. Con này là một con dock nha mọi người, nó sẽ nổi mặt nước. Anh em dắt nó sẽ lắc thế này. Đó. Và con này cũng còn rất là mới nhé. Có lử đi theo luôn. Đó. Thì con này nó sẽ dài là 75 mm, nặng 7 g, nổi. Và con này giá công khai là 110k luôn nha mọi người, 110k, mã số 58. Rồi, đã tổng cộng những món mình lên trong clip hôm nay. Thì anh em cần có thể kết bạn với Zalo, mình để góc này màn hình. Đó, góc này màn hình mình có để số điện thoại Zalo. Rồi, chào mọi người nhé.